quán bốn khoảng thời gian nên tỉnh giác. Khi quán phép này thành tựu rồi, hành giả biết rõ cơ thể người hay ta đều do những chất hôi hám ô uế tạo thành. Đó là phương pháp tùy theo hoàn cảnh để trừ lòng ham muốn. Khi người phàm phu nghĩ đến dâm dục, mỗi kiếp họ đều có sự thay đổi. Kiếp trước làm thân người nữ, khi thấy đàn ông họ liền ham muốn. Đời này được làm đàn ông, thấy phụ nữ lại thích người nữ. Khi ta thấy rõ những thứ ô uế trong cơ thể họ rồi thì lòng ham muốn không còn nổi lên nữa. Thứ nhất, lấy khoảng thời gian khi thức dậy để quán tưởng. Thầm nhớ sau khi thức dậy, hai mắt vẫn chưa thấy rõ, chưa đánh răng súc miệng, lúc này miệng dính đầy chất nhầy, chất màu vàng trên lưỡi dồn lại, ô uế không chịu nổi. Nên nghĩ rằng dù người con gái đẹp tuyệt trần, cho dù miệng cô gái đó tròn trịa như quả anh đào, nhưng khi chưa tô son thì cũng như miệng ta khi mới thức dậy vậy. Thứ hai, dùng cảnh tượng sau khi say để quán tưởng. Hãy tưởng tượng sau khi ta uống rượu quá say, lộn gan lộn ruột, sáng sớm hôm sau nôn mửa, ói ra tất cả những thứ chưa kịp tiêu hóa, chó đói tìm đến cũng không thèm ngửi, vẫy đuôi bỏ đi. Nên nghĩ dù có người con gái đẹp rót rượu, ngọc nữ bưng thức ăn đến, khi cổ bàn bày la liệt, ruột gan ta cũng như thế. Thứ ba, quán tưởng khi ta bệnh. Hãy tưởng khi bị bệnh nằm trên giường, sau khi khỏi bệnh mặt mũi đen nhẽm, hình dáng gầy gò, hoặc bị lở loét thối rữa, máu mủ chảy tràn, hôi hám không thể đến gần. Nên nghĩ rằng cho dù người con gái là một trang quốc sắc thiên hương, cho dù vẫn còn trẻ đẹp, nhưng một ngày mắc bệnh thì hình dáng họ cũng như thế. Thứ tư, dùng nhà xí để quán tưởng. Hãy tưởng tượng tất cả phẫn giải bị dồn lại trong ống thông nhà xí, tất cả những loại dòi bọ vây quanh. Nên nghĩ cho dù người con gái có đẹp đẽ rực rỡ, cho dù họ có ướp xạ sông hương, dùng hoa nấu nước để tắm, nhưng thức ăn tiêu hóa sau khi ăn uống xong cũng giống như thế. Quán tưởng chính điều. Sau khi thực hành phép quán này thành tựu, ta mới thấy được vô số những cảnh trạng thảm thương cơ thể mình sau khi mất. Đó là phương pháp để cắt đứt lòng ham muốn yêu thương. Khi mọi người nghĩ đến ngày mình chết thì lòng ham muốn liền lắng dịu. Người không trí nếu nghe những chuyện này thì buồn bã khóc lóc, nhưng sau trăm năm nữa cũng đều chết cả. Chính điều quán tưởng của Bồ Tát, đó là bến bờ của bể khổ. Thứ nhất, quán tưởng lúc mình vừa mất. Hãy quán xét kỹ càng một người vừa mất, đang nằm ngây đơ, cơ thể lạnh ngắt, không còn cảm giác. Nên nghĩ thân tham tài luyến sắc của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ hai, tưởng tượng nước xanh ứa ra. Hãy tưởng tượng xác chết chưa tẩm liệm từ 1 đến 7 ngày, mùi hôi nồng nặc quyện thành nước bắt đầu chuyển sang màu sậm, rất đáng sợ. Nên nghĩ rằng thân thể đẹp đẽ của ta đây sau này cũng giống như vậy, lúc đó lòng dâm dục liền biến mất. Thứ ba, nghĩ tương máu mủ. Hãy tưởng tượng xác người chết bắt đầu rửa ra, thịt nát thành mủ, nhỏ ra từng giọt, ruột gan thối rữa. Nên nghĩ thân phong lưu đẹp đẽ của ta trong tương lai cũng không khác gì thân đó, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ tư, chất nhầy tiết ra. Hãy nghĩ một xác chết thối rữa đã quá lâu, nước màu vàng bắt đầu ứa ra, hôi hám không chịu nổi. Nên nghĩ cơ thể thơm tho của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ năm, sâu dòi rút rỉa. Hãy nghĩ rằng khi thịt thối rữa lâu ngày, dòi bò sinh ra đầy cơ thể rút rỉa khắp nơi, trong các khớp xương đều như những tổ ong. Nên nghĩ rằng thân thể bạn bè loan phượng trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt. Thứ sáu, gân buộc. Hãy nghĩ khi xác chết rã ra, da thịt rụng rời chỉ còn lại gân buộc những đốt xương, như dây buộc củi để khỏi rơi rớt. Nên nghĩ sau này thân ta cũng như thế, thì lòng dâm dục liền nhẹ bớt.
Thứ bảy, quán tưởng xương rời ra. Quán tưởng xác chết khi gân đứt rã, các đốt xương vung vãi khắp nơi, không nằm với nhau một chỗ. Nên tưởng tượng sau này cơ thể của ta cũng như thế, thì lòng ham muốn liền bớt đi. Thứ tám, quán tưởng cháy đen. Quán tưởng xác chết bị lửa đốt cháy, co rúm trên đất. Có thứ chín, có thứ vẫn còn sống. Mắt không dám nhìn, nên nghĩ thân văn chương cái thế của ta trong tương lai cũng như thế, thì lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ chín, quán tưởng xương khô. Quán tưởng khi quật mộ lên, xương cốt giải nắng dầm xương nên có màu trắng hay màu vàng sẫm. Các loài thú và con người dẫm đạp lên, nên nghĩ thân chóng già của ta sau này cũng như thế, lúc đó lòng dâm liền nhẹ bớt. Thứ mười, dẫn chứng kinh sách. Kinh Niết Bàn nói, khi Bồ Tát tu phép quán chết chóc, họ thấy mạng sống đó có vô lượng những oán thù vây quanh, mỗi niệm đều hao mòn, không còn phát triển, như nước từ núi đổ xuống không bao giờ ngưng nghỉ, giống như giọt sương sớm không giữ được lâu, như người bị tội tử hình đi về phía chợ, mỗi bước đi là đến gần cái chết, như những loài dê trâu bị kéo về phía lò mổ. Quán tưởng luân hồi. Khi hành giả thực hành phép quán này thành tựu, liền thấy hình tướng của tất cả chúng sinh trong sáu nẻo. Đó chính là phương pháp dùng trí để phá bỏ nhân duyên sai lầm. Khi thức ra khỏi cơ thể, nó được gọi là thân trung ấm. Sau khi nhập vào bào thai thì hình dáng nó ẩn mất, như ngọn đèn trong căn nhà tối tăm, khi tắt đèn thì bóng tối trở lại. 17 hình tướng trong 6 đường, người trí nên tỉnh giác. Thứ nhất, hiện tượng người xưa sau khi chết được sinh lên cõi trời. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ nói, nếu một người sau khi chết được sinh lên các cõi trời, liền thấy những sợi tơ màu trắng mềm mại buông rũ như muốn rơi xuống, lại thấy những cảnh tượng như vườn rừng, ao hồ, trong đó có những mỹ nữ ca hát nhảy múa, tiếng âm nhạc, mùi hương thơm ngát, tiếng bà con khóc lóc. Vì có phước nghiệp nên tự nhiên không nghe, không còn nhớ lại những gì trước đó, liền được sinh lên các cõi trời. Thứ hai, hiện tượng người cõi Diêm Phù Đề sau khi chết được sinh qua cõi Uất Đơn Việt. Khi thân trung ấm của họ thấy tơ màu đỏ mềm mại, liền sinh lòng tham lam, đưa tay vớ lấy. Những người thân thích cho rằng hai tay họ đang với vào không trung, kế đó lại thấy rất nhiều thiên nga, bồ câu trong hồ sen xanh. Họ liền dạo chơi trong đó. Sau khi đi từ trong hồ sen trở ra, họ thấy lòng dâm của cha mẹ họ là ô uế. Vì không làm chủ được, nên khi thấy thân cha là con ngỗng đực, thân mẹ là con ngỗng cái. Nếu được làm người đàn ông, thì họ thấy thân mình như con ngỗng đực. Họ thấy mình ghét bỏ người cha, yêu thương người mẹ. Nếu họ là thân người đàn bà, liền thấy mình là con ngỗng cái, yêu thương người cha, ghét bỏ người mẹ. Thứ ba, hiện tượng người cõi Diêm Phù Đề sau khi chết sinh về cõi Cồ Đà Ni. Thân trung ấm của họ liền thấy sợi tơ màu vàng uốn lượn, tất cả nhà cửa đều biến thành màu vàng ròng. Họ thấy thân mình như thân con trâu, cha họ như con trâu đực, mẹ họ như con trâu cái, tâm yêu ghét cũng như thế. Thứ tư, hiện tượng người cõi Diêm Phù Đề sau khi chết sinh về cõi Phất Bà Đề. Khi một người sắp chết, thấy mọi thứ xung quanh mình đều có màu xanh, có dạng như sợi tơ màu xanh được treo lên. Họ sợ sợi tơ màu xanh rơi xuống nên họ với tay ngăn lại. Nếu sợ như thế, khi nam nữ chung đụng đều giống như hình con ngựa. Người nam như con ngựa đực, người nữ như con ngựa cái. Vì sự yêu ghét của chúng nên được chia ra nam nữ. Thứ năm, hiện tượng người hạ phẩm cõi Uất Đơn Việt sau khi chết được sinh lên các cõi trời. Khi gần chết, nghe mùi thơm hoa quý, tâm họ liền sinh tham lam, muốn leo lên cây lớn. Khi nghĩ như thế, họ được leo lên trên cây đó. Đó chính là núi Tu Di. Lúc đó họ thấy được cây trái đẹp đẽ trong tất cả các cõi trời. Thứ sáu, hiện tượng người trung phẩm cõi Uất Đơn Việt sau khi chết được sinh lên các cõi trời.
Khi mất, họ thấy những con ong bay lượn xung quanh hoa sen trong hồ. Họ nhảy lên trên những cánh hoa sen đó rồi bay lên hư không. Thứ bảy, hiện tượng người thượng phẩm cõi uất đơn việt sau khi chết được sinh lên các cõi trời. Khi mất, họ cũng thấy những nhà cửa cung điện đẹp đẽ. Sau khi họ đi vào những nhà cửa đó, liền thành con cái nhà trời. Thứ tám, một hiện tượng khác nữa, người cõi uất đơn việt sinh lên cõi trời. Khi mất, họ thấy mình được dạo chơi trong những vườn, trong rừng, nhưng tâm không lay động. Vì tâm thanh tịnh, họ liền được lên các cung điện, thấy những người trên cõi trời rồi bay lên hư không. Thứ chín, hiện tượng người cõi Cồ Đà Ni sau khi chết được sinh lên các cõi trời. Khi mất, họ thấy một hồ nước lớn, thần thức họ trôi nổi trong đó, bị đẩy qua bờ bên kia, thấy các người con gái nhà trời đến gần rồi ôm lấy, họ liền được sinh lên cõi trời. Thứ 10, hiện tượng người cõi Phất Bà Đề sau khi chết được sinh lên cõi trời. Khi mất, thấy những cung điện đẹp đẽ, họ liền ưa thích. Bên ngoài những cung điện đó, họ thấy những người trời vui đùa với thiên nữ. Họ như được thức dậy sau một giấc ngủ, lúc đó liền được sinh lên cõi trời. Thứ 11, hiện tượng hết chịu kiếp quỷ đói được sinh lên cõi trời. Lúc hết chịu nghiệp quỷ đói, họ không còn thấy đói khát nữa. Thấy đồ ăn thức uống, họ chỉ đưa mắt nhìn và thấy vui. Lúc đó họ liền sinh đến cõi trời. Thứ 12, hiện tượng súc sinh hết nghiệp được sinh lên cõi trời. Khi chịu hết nghiệp, họ liền thấy ánh sáng. Lòng ngu muội của họ nhẹ hơn, trí tuệ dần mở ra, vui vẻ. Họ liền được sinh đến đó. Thứ 13, hiện tượng hết chịu nghiệp ở địa ngục được sinh lên cõi trời. Khi lính ngục đánh họ, bị đánh xong họ chết. Nếu bị đặt lên bàn trong sắt hay nồi nước đồng sôi xong, họ chết. Nếu bị các loài chim sắt hay ác thú ăn thịt, ăn xong họ liền chết, không còn sinh lại trong địa ngục nữa. Bỗng thấy trên không trung có tiếng nói cười ca hát, gió thơm thổi đến cơ thể, liền được sinh lên cõi trời. Thứ 14, hiện tượng người chết sinh trở lại làm người. Khi gần chết, họ thấy núi đá lớn, muốn rơi lên đó nên họ với tay đến. Lại thấy quả núi đó như sợi tơ màu trắng, liền nhảy lên kéo nó. Khi nhảy lên, hóa ra đó là sợi tơ màu đỏ. Mấy lần như thế thì thấy ánh sáng. Trong ánh sáng đó họ thấy nam nữ ăn ở cùng nhau. Nếu họ được sinh làm người nam, liền lấy thân mình tiếp xúc với người nữ, cho rằng cha mình làm trở ngại. Người được sinh làm phụ nữ thì thấy ngược lại, khi thân trung ấm mất đi liền đầu thai. Thứ 15, hiện tượng người trên cõi trời sau khi chết lại được sinh lên cõi trời. Khi một người trên cõi trời mất đi, họ không mất những chi tiết tốt đẹp trên cơ thể mình, cũng không thấy cõi trời nào nữa. Họ vẫn ở lại ngay chỗ của mình. Từ cõi trời dưới sinh lên cõi trời cao hơn nữa thì có hiện tượng đẹp đẽ hơn. Thứ 16, hiện tượng những người cõi trời trên khi chết sinh xuống cõi trời thấp hơn. Họ thấy vườn tược ao hồ không như trước đây nữa, thấy mình đói khát khổ não, họ muốn cải thiện liền vãng sinh. Thứ 17, hiện tượng sinh qua lại của những người hai cõi Phất Bà Đề và Cồ Đà Ni. Khi gần chết, họ thấy ánh sáng màu đỏ như những lá phan rủ xuống trong động tối. Họ với lấy, đưa những cành phan đó vào động. Liền đó, họ nhận ra thân trung ấm. Hoặc thấy hai con trâu hoặc hai con ngựa giống như trước đây. Khi rơi xuống địa ngục, mỗi mỗi đều có những hiện tượng khác nhau. Được mô tả chi tiết trong kinh Phật Quán Tam Muội, nhưng do nhiều quá nên không chép ra ở đây. Quán tầng trời cõi dục. Khi quán tưởng phép quán này thành tựu, hành giả biết được nguyên nhân dẫn đến phước trời dày hay mỏng. Đây là phương pháp nhờ những yếu tố khác để đạt đến giác ngộ. Kinh hải thay cõi ta bà, không ai không chìm đắm trong sắc dục. Từ chư tiên cõi trời cho đến các loại côn trùng, hễ có hình dáng và nhận thức liền bị sóng nghiệp nhấn chìm. Nhưng nghiệp nặng nhẹ của họ khác nhau rõ rệt. Nếu phước lớn thì do dục mà mất bớt,
Nếu tình nặng thì vì dục mà càng tăng thêm bức bách. Thử xem tâm ham muốn của bầy chó hành dục có gì ghê gớm hơn. Một con chó cái hôi hám, nhưng cả bầy chó đực muốn chiếm hữu cho được. Những con khỏe mạnh đạp trên vai, con yếu hơn chạy xung quanh. Khi được thỏa mãn lòng tham rồi, bọn chúng ra vẻ tự đắc, thè lưỡi vẫn tai không chút hổ thẹn. Nếu có người bực bội liền vác gậy đánh, những tình cảm của chúng bỗng trở thành tai họa. Người cõi trời nhìn những người ở cõi này cũng thế, hơn hẳn những cõi trời đó là uy đức của Như Lai. Thứ nhất, cõi trời Tứ Vương và cõi trời Đao Lợi. Kinh Lâu Tháng Chính Pháp viết: khi người ở cõi trời Đao Lợi và Tứ Vương hành dục, thì hình thể của người nam và người nữ quấn lấy nhau, giống như người ở cõi Ta Bà, chỉ khác là họ không xuất tinh. Thứ hai, cõi trời Dạ Ma. Trên cõi trời Dạ Ma, khi thích thú họ đến ôm nhau hoặc chỉ nắm tay là được. Thứ ba, cõi trời Đâu Xuất. Ở cõi trời Đâu Xuất, khi có ý thích nhau, họ chỉ nói cười không cần ôm nhau. Thứ tư, cõi trời Hóa Lạc. Trong cõi trời Hóa Lạc, mọi người chỉ cần nhìn nhau, không cần nói cười. Thứ năm, cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Những người trong cõi trời Tha Hóa Tự Tại chỉ cần nghe tiếng nói của nhau hoặc nghe mùi thơm của nhau, không cần nhìn nhau. Quán Nhân Duyên. Khi quán tưởng phép quán này thành tựu rồi, hành giả hiểu rõ cội gốc phiền não trong ba đời. Đây chính là phương pháp đạt đến cội gốc ái nhiễm. Chúng sinh sợ quả khổ, Bồ Tát cắt nhân ác. Khi cắt được nhân ác, khổ quả liền tự mất. Giống như con sư tử mạnh mẽ bị mũi tên nhọn đâm trúng bờm, nó liền lao đến chỗ mũi tên bắn ra, chăm chú tìm bốn phía. Sau khi tìm ra rồi, nó liền vồ lấy, thợ săn cũng không còn. Khi con chó bị người đánh nó, bèn tìm cây gậy để sủa. Một bên là hành động khôn ngoan, bên kia là việc làm ngu xuẩn. Như đi đường tắt hay đi qua quãng sân rộng, lại như muốn để nước đừng sôi nữa, người đầu bếp chỉ cần rút bớt củi. Trong 12 nhân duyên, điều ác khởi đầu chính là vô minh. Mọi người ngồi yên lặng nghe giảng Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói: vô minh duyên hành. Vô minh là sự ngu si có từ đời trước, không thấy rõ điều gì. Duyên tức là nguyên do, lý do. Hành nghiệp tạo ra từ đời trước, cả câu có nghĩa. Vì một niệm ngu si từ nhiều đời trước nên tạo nghiệp. Hành duyên thức. Thức là suy nghĩ sai lầm đầu tiên, muốn thác vào thai mẹ. Thức duyên danh sắc. Danh sắc, từ sau khi thác vào thai mẹ thì các bộ phận đã dần dần hình thành. Sắc duyên lục nhập, khi đủ sáu căn, sau này tất nhiên sẽ tiếp xúc sáu trần nên gọi là lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc, sau khi ra khỏi thai mẹ được 3-4 năm, hãy chưa hiểu gì về cuộc đời nên gọi là xúc. Xúc duyên thọ. Thọ, từ khi lên 5-6 tuổi cho đến 11-12 tuổi, chúng ta đã có thể nhận thức được những gì đã trải qua. Thọ duyên ái. Ái, từ lúc lên 14-15 tuổi đến 18-19 tuổi, chúng sinh đã tham đắm danh tiếng, hình dáng, liền nổi lòng yêu thương. Ái duyên thủ. Thủ, từ sau 20 tuổi, tham dục ngày càng nặng, nên chúng sinh mong có được nó, không lúc nào ngưng nghỉ. Thủ duyên hữu. Hữu, nguyên nhân của hữu lậu. Một khi đã tham đắm cảnh giới thiện ác, trong tương lai sẽ lại trong ba cõi. Hữu duyên sinh. Sinh tức là thân năm uẩn, sau này sẽ rơi vào trong sáu đường. Sinh duyên, lão, tử, ưu bi, khổ não. Lão, tử tức thân này trong tương lai già và sẽ chết. Khi vô minh hết thì hành hết. Khi hành hết thì thức hết. Khi thức hết thì danh sắc hết. Khi danh sắc hết thì sáu nhập hết. Khi sáu nhập hết thì xúc hết. Khi xúc hết thì thọ hết. Khi thọ hết
thì ái hết, khi ái hết thì thủ hết, khi thủ hết thì hữu hết, khi hữu hết thì sinh hết, khi sinh hết thì già, chết, ưu bi, khổ não cũng hết. Vô minh trong quá khứ, tức lòng ham muốn, giữ chặt trong hiện tại. Nếu quan sát tất cả đều vô thường, hành giả có thể phá được những thứ ham muốn trong hiện tại, và vô minh trong quá khứ cũng bị phá. Đó là con đường giản yếu nhất. Quán giải thoát. Khi hành giả quán phép quán này thành tựu rồi, tự nhiên mọi tội lỗi được tiêu diệt, họ được hóa sinh trong hoa sen. Đó là con đường để hành giả cắt đứt dòng sinh tử, đứng trên bờ Bồ Đề. Tu hành không cứ phương pháp nào, miễn cuối cùng đạt đến giải thoát. Giải thoát có nhiều cách, trong đó pháp môn tịnh độ là con đường tắt. Mỗi lời trong phép quán tưởng tôi thuật lại dưới đây đều là hướng đến Đại Thừa. Muốn sinh lên thượng phẩm liên hoa là thì phải cắt đứt duyên dâm dục. Những vị không để tâm đến dâm dục nữa, mỗi sáng sớm sau khi đánh răng súc miệng xong, mặc y phục sạch sẽ, đốt hương đảnh lễ Tam Bảo rồi mới xếp bằng hướng về phía Tây. Trước hết, tưởng niệm trên đỉnh đầu mình có chữ Lam, bằng tiếng Phạn, phát ra ánh sáng màu đỏ, ban đầu chỉ bằng viên ngọc màu đỏ, tiếp theo lớn dần bằng mặt trăng, biến thành vòng lửa hình tam giác, thiêu đốt toàn thân, từ đầu đến chân, đốt cháy một thành quách, một quốc gia, đốt cháy châu diêm phù đề, rộng dần ra ba thiên hạ rồi đến cõi nước trong mười phương. Nếu người mắc tội nặng, khi bị chữ Phạn này thiêu đốt, thì tội của họ cũng được tiêu diệt. Tiếp tục lại quán tượng chữ A bằng tiếng Phạn, thì thân ta và tất cả thân chúng sinh thành thân kim cương, không gì phá vỡ được. Thân ta đang ở trong những cánh hoa sen nghìn cánh chưa nở trong hồ thất bảo của thế giới cực lạc ở phương Tây. Lại tiếp tục quán tưởng tâm ta như mặt trăng, trong mặt trăng đó có chữ Án bằng tiếng Phạn. Lại tiếp tục quán tưởng hoa sen kia bỗng nở ra tròn đầy bằng 12 do tuần. Thân sen được làm bằng vàng ở cõi Diêm Phù Đàn, lá sen được làm bằng bạc trắng, nhụy sen được làm bằng kim cương, đài sen được làm bằng ngọc chân Thúc Ca. Tất cả đều rất đẹp đẽ, không thể kể hết. Lại quán tưởng khi hoa sen nở ra, bỗng thấy Đức Phật A-di-đà đang ngồi trên tòa sen báu. Cánh hoa đó có 84,000 cánh, trên mỗi cánh hoa có 84,000 đường gân, trên mỗi đường gân có 84,000 màu sắc, mỗi màu sắc như thế có 84,000 ánh sáng. Thân Đức Phật như màu vàng của Diêm Phù Đàn của hàng nghìn vạn ức cõi trời Dạ Ma, cao vô lượng do tuần. Giữa hai lông mày có hào quang màu trắng, nhẹ nhàng uốn về bên phải như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật như nước trong bốn đại dương, hai màu xanh và trắng rõ rệt. Những lỗ chân lông trên cơ thể Ngài đều phóng ra ánh sáng. Ánh sáng tròn đầy trên Đức Phật như trăm ức đại thiên thế giới. Lại quán tưởng trên một tòa sen báu lớn bên trái Đức Phật, có Bồ Tát Quán Thế Âm đang ngồi xếp bằng trên đó. Thân Ngài màu tím của vàng ròng, trên đầu Ngài có viên ngọc Mani làm mũ trời, tua rủ xuống được kết bằng những ánh sáng vi diệu. Trên tay phóng ra nhiều màu sắc của 500 ức hoa sen, trên đầu mỗi ngón tay có 84,000 bức vẽ và phát ra ánh sáng. Mỗi lúc cất bước chân đều phát ra nghìn vòng tròn, tự nhiên hóa ra 500 ức đài ánh sáng. Những hình tướng khác đều giống như Phật, chỉ có những thớ thịt nổi trên đỉnh đầu và tướng không nhìn thấy đỉnh đầu thì không có được như Đức Thế Tôn. Lại quán tưởng trên một đài sen báo lớn bên phải Đức Phật là Đức Bồ Tát Đại Thế Chí đang ngồi xếp bằng trên đó. Mức độ lớn nhỏ của thân cũng như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh sáng tròn đầy mỗi phía rộng đến 125 do tuần, tỏa sáng đến 250 do tuần. Trên chiếc mũ trời có 500 đài hoa báu đều hiện tất cả những việc Phật.
Ngài thường đưa tay báu của mình để tiếp dẫn những người tu pháp môn niệm Phật. Lại quán tưởng trên đất làm bằng ngọc lưu ly, có những đoạn dây bằng vàng giăng ra để làm mốc giới các con đường. Trên đó có nghìn vạn lầu gác được xây bằng trăm nghìn thứ châu báu. Những cung điện lầu gác đó có ngôi nổi lên hư không, có ngôi được xây trên đất. Trong đó có nhiều nhạc khí tấu lên những âm nhạc hay tuyệt. Lại quán tưởng những cây cổ thụ đẹp đẽ được trồng thành hàng bảy lớp. Trên các cây đó đều có hoa trái bảy báu. Trên mỗi cành hoa, quả đều phát ra những màu sắc lạ, đẹp. Trong màu sắc bằng ngọc lưu ly phát ra ánh sáng bằng vàng ròng. Trong màu sắc ngọc lưu ly lại phát ra ánh sáng màu hồng. Trong màu sắc mã não phát ra ánh sáng ngọc xà cừ. Trong màu sắc ngọc xà cừ lại phát ra tất cả ánh sáng màu xanh, trân châu, san hô, hổ phách để trang hoàng. Trên các cây đó lại được bao trùm bằng lưới chân châu. Lại quán tưởng trong hồ thất bảo đều chứa đầy nước tám công đức, đều được cấu tạo bằng các loại châu báu. Những châu báu đó đều mềm mại và được sản xuất từ châu như ý, chia thành 42 nhánh. Mỗi nhánh đều có màu thất bảo, vàng ròng làm kênh, đáy kênh là cát được làm bằng kim cương nhiều màu. Trong mỗi hồ nước đều có 60 ức hoa sen bảy châu báu. Mỗi hoa sen đều tròn đầy và rộng 12 do tuần như nhau. Tiếp tục quán tưởng, ta được thấy các Đức Phật và Bồ Tát, liền vui vẻ bay lên hư không đến nơi chỗ các ngài cúi đầu đảnh lễ, rồi đốt những thứ hương thơm vô giá, rải những hoa báu vô giá, tấu lên vô lượng âm nhạc nhà trời, phóng ra vô số mây báu để dâng lên Đức Phật A-di-đà và hai vị Bồ Tát. Lại tiếp tục quán tưởng, sau khi ta cúng dường xong, đến trước các Phật và Bồ Tát để sám hối, nguyện xin cứu độ tất cả chúng sinh. Tiếp tục quán tưởng mỗi cây báu, mỗi lầu cát, mỗi cung điện ở thế giới cực lạc đều có một vị Phật và hai vị Bồ Tát đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Thân ta cũng hóa vô lượng thân đến trước tất cả những vị Phật Bồ Tát rồi cúng dường như trước, sám hối phát nguyện như trước. Lại quán tưởng mình trở lại ngồi xếp bằng ngay trên hoa sen như trước, nhất tâm quán tưởng tướng hào quang trắng giữa lông mày Đức Phật A-di-đà vẫn vắng lặng đứng yên. Nếu có những vọng niệm nổi lên, liền quán tưởng hoa sen nở và đóng lại thì vọng niệm liền hết. Nếu tâm phân biệt nổi lên, liền quán tưởng chữ sái bằng tiếng Phạn thì tâm phân biệt liền mất ngay. Nếu tâm chấp trước nổi lên, liền quán tưởng chữ hàm bằng tiếng Phạn thì các chấp trước liền hết. Phép quán tưởng này được mô tả chi tiết trong kinh Thập Lục Quán, vì hạn chế trong khuôn khổ cuốn sách nên không chép ra hết, nên tóm tắt một ít. Sau khi đã xem thêm các cuốn kinh Đại A-di-đà, Quán Kinh Sớ Sao, Hiển Mật Viên Thông, Chuẩn Đề, Tịnh Nghiệp, v.v. để những người mới học phép quán này dễ dàng tu tập, hoặc giúp đỡ phần nào cho những người chưa thể nhất tâm, những vị đã có lòng tin chắc chắn nên xem thêm chi tiết trong cuốn Thập Lục Quán Kinh để pháp quán không trái ngược lời Phật dạy mới khỏi rơi vào cảnh ma. Đến lúc quán tưởng được thành thục rồi thì cảnh giới thanh tịnh hiện ngay trước mặt. Đến lúc đó thì dù cung trời trước mắt cũng không thèm nhận, chứ đâu chỉ khư khư đề phòng tà dâm, là thứ pháp để nói cho những người mới bước vào đạo. Biển dục đã yên bình trở lại.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.